Trường Trung học cơ sở Chu Văn An thân chào các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ đến phần ôn tập kiểm tra định kỳ giữa học kỳ 2 của môn hóa chính. Bài số 1 đề yêu cầu chúng ta phân loại các hợp chất. Với dạng bài này thì thầy khuyên các em nên tìm các hydrocarbon trước. Nhìn vào công thức chúng ta dễ dàng nhận thấy hydrocarbon là những hợp chất chỉ chứa C và H. Vậy chúng ta có hai chất, đó là C5H10 và C3H4. Rõ ràng các em thấy nó chỉ chứa C và H. Sau đó chúng ta sẽ tìm các dẫn xuất của hydrocarbon. Dẫn xuất của hydrocarbon là các hợp chất ngoài nguyên tố CH, nó còn có thêm một hoặc nhiều các nguyên tố khác. Vậy trong số các chất đó, chúng ta tìm được hai chất này. Còn lại là các hợp chất vô cơ. Hợp chất vô cơ là những loại hợp chất chúng ta đã học ở chương 1, đó là oxide, acid, base và muối. Ngoài ra nếu nó có carbon thì nó sẽ là CO, CO2, H2CO3, các muối carbonate kim loại. Chúng ta có hai hợp chất vô cơ. Bài số 2, câu A, yêu cầu viết công thức cấu tạo đầy đủ và thu gọn của methane, ethylene và acetylene. Phần này các em xem lại trong sách giáo khoa và trong tập bài học đã học nhé. Thầy sẽ hướng dẫn các em làm bài 2B. Để yêu cầu viết công thức cấu tạo có thể có của các chất. Chất thứ nhất là C4H10. Khi viết công thức cấu tạo của các chất thì các em nhớ viết mạch carbon trước và mạch carbon thì chúng ta sẽ viết mạch thẳng đầu tiên. Khi viết công thức cấu tạo, mạch carbon dạng thẳng luôn luôn có. Chúng ta xếp 4C, sau đó gắn liên kết xung quanh các C. Mỗi C phải có đủ 4 liên kết xung quanh. Các em gắn các liên kết vào, sau đó đếm các liên kết tự do chưa gắn nguyên tử và gắn các nguyên tử còn lại vào đây. Sẽ có trường hợp không đủ nguyên tử để gắn thì sẽ xuất hiện liên kết đôi hoặc liên kết 3. 4C sẽ xuất hiện mạch nhánh. Mạch nhánh là các em phải cắt bỏ một C này đi và gắn vào C chính giữa. Như vậy chúng ta có mạch chính là 3C, trong đó có một C nối chính giữa xuống. Gắn các liên kết xung quanh C cho đủ 4 liên kết và sau đó gắn các nguyên tử H vào. C4H10 chúng ta có tổng cộng là hai công thức cấu tạo. Thật ra khi viết mạch nhánh như vậy, nhưng mà các em hình dung nó giống như cái cánh quạt, quạt có ba cánh đó. Cho nên chúng ta không còn cách viết nào khác hết. Nó sẽ chia đều cái 3C này xung quanh C giữa. Chúng ta chỉ có hai cấu tạo này thôi. Sang C2H6O, chúng ta nhận xét trước khi viết, hợp chất này có thêm nguyên tử O. Vậy vị trí O khác nhau thì sẽ tạo các phân tử chất khác nhau, tức là sẽ tạo các công thức cấu tạo khác nhau. Chúng ta viết 2C trước, sau đó gắn tới O, mà O hóa trị 2 nên sẽ có hai liên kết. Chúng ta viết tiếp một liên kết ở đây và gắn các liên kết xung quanh C cho đủ 4 liên kết, sau đó gắn H vào. Cách thứ hai, chúng ta sẽ chuyển vị trí của O vào chính giữa 2C. Chúng ta cũng gắn liên kết cho đủ 4 liên kết xung quanh C và sau đó đếm số nguyên tử H gắn vào. Sang công thức C3H7Cl, nhận xét có nguyên tử Cl khác H. Vậy chúng ta sẽ đổi nguyên tử Cl. Khi viết cấu tạo thì các em nhớ nguyên tắc 3D. 3D là ba đầu, ba đuôi. Sáu cái vị trí này, khi các em đổi nguyên tử Cl nó đều giống nhau, bởi vì phân tử sẽ xoay trong không gian. Chúng ta viết 3C, sau đó gắn Cl ở cuối mạch. Vì ba vị trí đầu và ba vị trí đuôi này giống nhau nên các em có đổi chỗ nào đi nữa
nó cũng vẫn là công thức cũ, cũng vẫn là cái cấu tạo thứ nhất này thôi. Sau đó các em đếm số nguyên tử còn lại. Đủ 7 nguyên tử gắn vô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là 7 liên kết tự do. Sẽ gắn được 7H. Các em tự gắn 7H vào nhé. Vậy chúng ta suy nghĩ thử xem còn cách nào để chuyển CL đi. Bây giờ chỉ còn có cái trên cái dưới. Thì chúng ta sẽ chuyển CL qua cái carbon chính giữa, qua C chính giữa. Cũng theo nguyên tắc 3D, ba đầu, ba đuôi, ba dưới, ba trên, thì CL ở trên hay ở dưới C này nó đều như nhau, do phân tử lật mặt trong không gian, nó xoay trong không gian. Các em tự ráp các nguyên tử H còn lại nhé. Đếm số liên kết tự do này. 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 là đủ 7H gắn vào. Bài 2C yêu cầu viết công thức cấu tạo dạng mạch vòng. Mạch vòng thì chỉ cần 3C là có thể tạo vòng. Các em viết 3C hình tam giác đều nhé. Vậy thì mỗi C đã sử dụng hai liên kết để nối với 2C hai bên. Nó còn hai liên kết sẽ gắn tiếp 2H vào đây. Chúng ta có một cái tam giác đều với mỗi đỉnh là một nhóm CH2. Sang C4H8, 3C là tạo được một cái vòng tam giác. Vậy sẽ còn một C nối ra ngoài tạo nhánh CH3. Đó là cấu tạo thứ nhất của C4H8. Cấu tạo thứ hai là chúng ta sẽ viết hình tứ giác. Các em viết hình vuông hoặc hình chữ nhật đều được. Viết hình vuông nó sẽ đẹp hơn. Vậy mỗi C sẽ còn hai liên kết. Nó đã sử dụng hai liên kết để nối với hai C kế bên. Thì còn hai liên kết gắn 2H vô. Sang C5H10. C5H10 nhớ C5 là 5 vòng. C5 là 5 vòng. Các em sẽ gặp lại khi học khóa lớp 11 ở phần viết cấu tạo phân tử. Đầu tiên chúng ta cũng viết 3C. Sau đó còn 2C tạo nhánh. 2C này sẽ đi thành một nhánh liên tiếp. Như lúc nãy thầy nói 3C này, nó là một cái tam giác đều. Cho nên thầy chấm ba cái chấm đỏ này, các em gắn nhánh ở đâu nó cũng như nhau. Do đó chúng ta không cần đổi cái nhánh này qua C trên hoặc C bên trái. Nó đều như nhau nhé. Đó là cấu tạo thứ nhất. Sang cấu tạo thứ hai. Nhánh này tách làm đôi. Một nhánh CH3 trên, một nhánh CH3 dưới. Cấu tạo thứ ba thì nhánh CH3 này chuyển qua bên này. Đầu tiên là đi chung một đường, sau đó tách thành hai hướng. Và cấu tạo thứ ba là đi khác đường hai bên luôn. Sang cấu tạo thứ tư là hình tứ giác 4C có một nhánh C3 hướng ra ngoài. Vì nó là tứ giác cho nên nó giống như hình vuông ấy. Bốn cái C này em gắn nhóm CH3 ở đâu thì cũng như nhau. Nên chúng ta chỉ có một kiểu viết mạch vòng 4C của C5H10. Và mạch cuối cùng, mạch vòng cuối cùng của C5H10 đó là mạch ngũ giác 5 cạnh. Mỗi cạnh có một nhóm CH2. Bài số 3. Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học xảy ra. Câu A để yêu cầu dẫn khí ethylene qua dung dịch bromine. Dung dịch bromine có màu da cam. Như vậy khi ethylene này nó sẽ làm mất dần màu da cam của dung dịch bromine. Chúng ta ghi lại hiện tượng dung dịch Br2 mất dần màu da cam. Nếu em nào biết được chính xác tên bromine thì viết, không viết thì thay cái tên chất bằng công thức hóa học của chất. Theo thầy khuyên các em là các em nên dùng công thức hóa học của chất để chúng ta không bị mắc lỗi, không bị sai khi viết tên của các hóa chất. Và phản ứng này không có điều kiện phản ứng, không có cân bằng luôn. Xin lỗi, không cần thêm hệ số cân bằng. Cân bằng thì phản ứng nào cũng phải cân bằng nhé. Nhưng phản ứng này không cần thêm hệ số. Sang câu B, tương tự như câu A, đề yêu cầu dẫn khí acetylene qua dung dịch bromide. Acetylene là C2H2. Khí này cũng làm mất màu da cam của dung dịch Br2.
do đó chúng ta ghi lại hiện tượng dung dịch Br2 mất dần màu da kem. Và chú ý, C2H2 khi tác dụng Br2, nó sẽ tạo C2H2Br4. Và nhớ cân bằng 2Br2. Câu C, đốt khí acetylen trong không khí. Clip thầy đã gửi cho các em ở trên lớp, những lớp thầy dạy, chúng ta sẽ thấy có 3 hiện tượng chính: khí cháy với ngọn lửa sáng, có khói đen và tỏa nhiều nhiệt. Acetylen cháy sẽ tạo thành CO2 và nước. Sau đó chúng ta cân bằng, nhớ điều kiện nhiệt độ